may mắn khi đây là chiếc điện thoại di động cảm ứng V2 đầu tiên phiên bản có vàng và kim cương trị giá vài trăm triệu đồng tại Kỳ Lân Luxury. Đó chính là phong cách sử dụng điện thoại V2 cảm ứng đời mới, cấu hình mạnh, dạng thanh lắp gập đẹp, trên vài trăm triệu đồng cho một chiếc điện thoại V2 cảm ứng hạng sang. Và đây là chiếc điện thoại cao cấp đến từ thương hiệu V2. Chiếc điện thoại V2 cảm ứng Iron Flip này khi khách hàng mua tại Kỳ Lân là một chiếc điện thoại hoàn toàn không có vàng và không có kim cương. Sau đó khách hàng yêu cầu: Kỳ Lân ơi, anh muốn em thực hiện cho anh phần chữ V này đây, và phần ở đây và hai đường viền này, anh muốn em thay ra đưa vào là vàng nguyên khối AU750 cho anh, và phải đính cho anh full kim cương hột xoàn thiên nhiên tuyển chọn mà em phải chọn cho anh. Wow, đó là sở trường của Kỳ Lân, và Kỳ Lân ngay lập tức nhận lời ngay. Và cũng thật may mắn khi đây là chiếc điện thoại di động cảm ứng V2 đầu tiên phiên bản có vàng và kim cương trị giá vài trăm triệu đồng tại Kỳ Lân Luxury. Khi mà chiếc điện thoại V2 Iron Flip này vừa ra đời của hãng V2 thì Kỳ Lân cũng vinh dự là đơn vị đầu tiên có chiếc điện thoại V2 Iron Flip cảm ứng. Và tiếp đến bây giờ, Kỳ Lân là đơn vị đầu tiên có dòng điện thoại V2 Iron Flip cảm ứng đời mới có vàng và kim cương gắn lên trên điện thoại lấp la lấp lánh như thế này. Thì tất nhiên đã có phiên bản da cá thì thường hãng sẽ có phiên bản da B, và mỗi phiên bản da cá hay da B đều có những màu sắc khác nhau để phục vụ cho mục đích nhu cầu phong thủy màu sắc hợp hoặc là màu sắc mà quý khách thích. Và đi kèm với điện thoại thì thường Kỳ Lân sẽ có một cái sản phẩm bán kèm, đó chính là bao da dành cho điện thoại. Thì đây là chiếc điện thoại nắp gập cảm ứng, vì vậy sẽ có phiên bản bao da là dạng thanh đứng như thế này và cả phiên bản là bao da gập luôn, theo ôm theo sát cái điện thoại này luôn. Nhưng hiện tại thì phiên bản bao da nắp gập đó Kỳ Lân đang trong quá trình hoàn thiện, và thường được khách hàng khi mà mua chiếc điện thoại, sở hữu chiếc điện thoại V2 cảm ứng Iron Flip này, thường yêu cầu Kỳ Lân là làm bao da dạng đứng như thế này, và khi đưa vào thì rất là gọn và đẹp, xô được cái màn hình chờ của điện thoại ra, có coi giờ coi ngày giống như cái mặt của đồng hồ của chúng ta đeo vậy đó, và phía sau xô được cái phần mặt kính trên màn hình sau. Và một lý do nữa mà thường khách chọn cái bao da dạng thanh đứng này là vì khi mình gặp lại thì chiếc điện thoại này sẽ ngắn lại, và mình bỏ vô những cái túi quần như vậy này, mình lấy ra thì nó chiều sâu lấy hơi bất tiện. Nhiều quý khách lại không thích gặp nhiều, chỉ thích cầm dạng thanh vậy đẹp, vì khi mà cầm ngay gọn như thế này thì nó xô được cái phần ở đây ra rất thích. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.